Dạ, anh Nguyễn xin kính chào tất cả anh chị em quý khách hàng. Năm mới em xin kính chúc tất cả anh chị em quý khách hàng một năm sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Năm mới hôm nay thì tới tận hôm nay hàng mới về. Bữa nay em cũng im hơi lặng tiếng không có lên clip. Thì hôm nay em bắt đầu giới thiệu một số mặt hàng đã về cho tất cả anh chị em khách hàng. Em sẽ giới thiệu sơ qua và ngày mai có khả năng là ngày mai em sẽ bắt đầu live những cái sản phẩm cho mọi người, những cái sản phẩm mới của Rewi đó, để cho mọi người có nhu cầu sẽ liên hệ rồi em ship hàng thôi hang. Rồi ok, hiện tại chúng mà em là có về hôm có về một số máy nén khí bơm hơi của xài pin đó. Thì đây là những sản phẩm mới mà của Rewi Úc. Nó thực ra cái này cũng lâu rồi, từ trước giờ hàng ship Mỹ thì người ta bán đầy, nhưng mà cái này là hàng từ Úc về luôn đó, nên giá nó cũng mềm hơn xíu so với hàng ship Mỹ đó. Rồi tiếp theo đó, đây là sản phẩm mới nữa đây. Nó thì cái máy này là cái máy người ta chà kính, chà rong rêu trên tường á, nó xài pin đó, nó kín nước luôn đó, cho nên là mình có thể nhúng xà bông hay trà phòng gì đó mình có thể vệ sinh được luôn đó. Thì mấy cái này là sản phẩm mới, nó cũng đẹp, người ta có xài nước rồi. Nó thì cái này giá như là thường là em bán là một khoảng tầm 1,5 triệu một cái nè đó. Còn máy nén khí mà máy bơm hơi này mà full thùng luôn đó, nguyên thùng luôn, em để ra cho mọi người xem thôi đó, nguyên thùng luôn là giá là 4 triệu một con ha đó. Anh nào lấy con nào thì nhắn tin em đó, có tổng cộng 3-4 con gì đó đó. Đợt này về hàng rất là nhiều và rất là đẹp luôn đó. Pin thì một thùng luôn, nó sạc thì cũng một thùng luôn đó. Một năm mới đầy năng lượng nạp năng lượng thoải mái luôn ha. Rồi cưa thì cũng về rất là nhiều đó, đặc biệt là có một số những cái thùng dụng cụ của AEG đó, quạt là UB gì cũng có luôn, quá trời quá đất luôn đó. Đợt này về nhiều lắm, rất là nhiều đó. Đây là cái thùng AEG đó, có hai loại thùng, một thùng là có hai bốc và một thùng là ba bốc đó. Ba bốc này đó, mình chứa những cái dụng cụ đồ nghề mình kéo đi làm công trình hay gì đó đó, quạt, đèn, đèn công trình hay là adapter sạc dự phòng nhiều quá trời luôn đó. Đồ lực đợt này em về rất là nhiều, số lượng rất là nhiều đó, hàng hóa rồi coi như là đầy ắp luôn, đầy kho luôn, không thể thiếu một cái gì hết đó. Đây lo AEG đợt này em về hàng chính là Ryobi, và hàng nhiều tiếp theo kế nữa là hàng sản phẩm AEG đó. AEG rất là nhiều và tất cả đồ rất là xịn đã. Đó, đèn AEG đó, sáng dịu dời luôn đó. Hàng AEG thì anh em biết rồi, nó ngon lành hơn Ryobi, tại vì nó hàng thương hiệu hơn nên giá thành cũng cao hơn. Lo AEG là full thùng luôn, là quá trời luôn. Thì mấy cái đẹp thùng thì em bán là 2,5 triệu, còn mấy cái ngoài thùng là 2 triệu một con đó, có adapter luôn. Anh em nào mà không có pin, không có pin thì mình xài adapter, mình cắm vô trực tiếp vô luôn, mình nghe cắm điện trực tiếp mình nghe cũng vẫn ok đó. Rất là nhiều sản phẩm rồi. Tiếp theo em đi hết một vòng cho mọi người xem. Ngoài ra thì có cả bắn súng silicon của AEG đó, rất là đẹp. Con này có xài nước qua đó, nhưng mà nguyên thùng, còn nguyên thùng luôn, đẹp. Đây cho 95% á đó. Thì súng silicon này em đang bán với giá là 2 triệu đồng đó, anh nào lấy thì nhắn tin em đó. Rồi ngoài ra sản phẩm AEG thì còn rất là nhiều, có cả cưa kiếm Fusion ha, cưa kiếm Fusion máy nào cũng có hết, đầy ắp luôn đó, đẹp hết. Mấy cái này là hàng ngoài thùng thôi, còn một lô hàng nằm trên thùng rất là đẹp luôn mà em chưa test luôn. Sản phẩm về đợt này nhiều quá luôn, cho nên là test không có kịp, cho nên là em cũng chưa dám. Mấy bữa nay là về đây là cũng đã 2-3 ngày rồi mà chưa có dám đăng clip lên cho mọi người, tại vì em muốn test máy cho nó chỉnh chu hoàn chỉnh hết, ngon lành đó. Đây là mấy bạn nào test rồi là ghi chữ ok hết rồi đó, mấy anh em mua hàng bên em là biết rồi, nó test máy kỹ càng xong rồi bắt đầu bán đó. Rồi xong mai roulette Fusion đó, đẹp luôn. Đó, thì mấy cây này thường em bán với giá là khoảng 2,5 triệu một cây đó, 2,5 triệu rồi. Nói chung là AEG đầy đủ, full, có đủ các loại luôn ha. Rồi có cả thổi lá của Fusion AEG nữa nè,
Đó thì cái con này giá là 2,8 triệu một cây. Con này rollless luôn, tốc độ gió là 200 km/h, mạnh lắm. Đó, đầy đủ luôn. Rồi ok, tiếp theo đi vòng nữa cho mấy anh em xem. Hàng đợt này về thì đầy ắp luôn rồi. Rồi ngoài ra có những cái bộ cắt cỏ, mấy cái bộ cắt cỏ mà 58V về khoảng 3-4 bộ, 3-4 bộ cắt cỏ 58V mới đẹp, mới đẹp thùng hết luôn, như là chưa xài luôn á. Này giờ con mình em nên chưa có khui ra được, để em sẽ khui ra cho mọi người sau. Nó cắt cỏ 58V lưỡi sắt luôn, mà có trong đó có đầy đủ phụ kiện luôn. Nó nguyên một bộ cắt cỏ 58V này em đang bán với giá là 4 triệu đồng. Con này mới tinh luôn nha, mới tinh luôn thì giá cao, còn mấy con không mới tinh thì em bán giá sẽ thấp hơn. Nó đầy nhóc luôn nè, lóc ngóc luôn. Mấy cái này thì chưa có test hết được, tại vì cái này thì nói chung là khi nào anh em có lấy hàng thì em mới sẽ bắt đầu test thôi. Rồi ngoài ra còn có cắt cỏ mà 36V. Đợt vừa rồi thiếu hàng quá, em mấy anh em kêu em mà cũng không có hàng, thì hôm nay tới hôm nay về nhiều rồi. Đó, năm cắt cỏ nguyên bộ luôn. Nó đi kèm theo là pin 2A nè. Giá là 1,8 triệu bộ. Đó, mới đẹp nha. Còn nếu mà mới không mới đẹp mà nó nhìn nó cũ cũ xấu, ví dụ như nằm ngoài nhìn nó cũ cũ xấu vậy là em bán rẻ hơn khoảng 1,5 triệu bộ thôi, bao gồm pin sạc luôn. Đó, rồi ngập lối luôn, mất cái lối đi của em luôn rồi. Đây. Cưa xích xăng nè, 50cc nè. Đó, rồi khoan đất nè, nó đầy đủ hết luôn. Đó, cưa kích 50cc rồi cưa xích điện. Đó, quá trời đẹp luôn. Ồ, có cây cưa xích điện này trong thùng luôn nè, còn nguyên luôn nè. Đó thì cưa xích điện mà nằm full thùng đẹp như là em bán khoảng là giá 1,4 triệu cây. Còn mấy cây ngoài thùng vậy, ồ cây này ngoài thùng mà cũng đẹp dữ dội luôn nè nha. Đó, để em coi cưa làm xích. À này có xài nước rồi. Đó, có xài nước rồi. Đó thì cưa xích mà ngoài thùng vậy thì 1,2 triệu một cây ha. Anh nào lấy thì nhắn tin em. Ồ có cây cả 38cc nguyên thùng luôn nè. Còn hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất luôn. Nó có cả luôn hai cái hộp nhớt luôn. Đó. Mới đẹp. Đó, cưa 38cc. Đó, cưa 38cc mới đẹp thùng là giá của nó là 1,8 triệu nha. Còn mấy cây ngoài thùng vậy là giá là 1,6 triệu một cây ha. Anh nào lấy thì nào thì nhắn tin em. Này chắc mai tranh thủ test mới cưa xích cho anh em. Thôi, quá trời đồ luôn, ngập lối luôn, em không có lối thoát luôn rồi. Máy nó đè em luôn. Rồi. Bước qua đỡ luôn. Rồi ok thì ồ có cây Hermlix này mới quá. Khui coi thử rồi đó. Đó, cây Hermlix đẹp quá. À Hermlix xăng nè. Đồ mà giờ em phải đổ đóng vậy luôn rồi. Nhiều quá luôn, quá tải luôn rồi. Full hết luôn, tất cả kệ luôn, không còn sót một chỗ nào. À lần này em có về mấy hàng mic mấy con lớn nè. Rồi mấy hàng Sixwell 185. Sixwell 185 thì đợt này hơi về nhiều quá thì anh em thanh lý giá rẻ luôn cho anh em luôn, 5,5 triệu một con thôi. Đó, đó em sẽ em quay sau. Đó, quay kệ AIG nè, đó AIG đầy ắp luôn, không full luôn. Full kệ đồ quá trời. Coi như là đợt này chắc khả năng là anh em hỏi món gì là phải có món đó luôn á. Chỉ có một số món đặc biệt quá thì không có thôi. Ồ cây cưa xích này đời mới quá ta. Hiểu gì à? Hiểu này hiểu lại đâu phải không lít luôn hả? Ồ cưa này không lít mấy anh ơi. Hiểu lại hiểu Trung Quốc thôi, mà này không lít rồi. Này con này bao nhiêu cc? 37cc. À nhưng mà cái model nó nhìn nó lạ quá. Rồi ok, cây này cũng còn đẹp á. Nó dướng cưa xích rồi, thôi để sao đi. Rồi cưa xích không lít thì giá là 1,5 triệu một cây. À, 1,5 triệu một cây. Cây này cũng còn đẹp. Mà cây cưa xích Hermlix đợt này em về cũng nhiều lắm, rất là nhiều. Đây, một đống luôn. À, em may đi, may test cho anh em. À, đặc biệt nữa là bơm chìm hay anh em có vài anh em ở miền nào gọi là bơm tổm em quên mất rồi. À, bơm chìm 750W. Nó đợt này là về con nguyên thùng hết luôn, hầu như là đẹp keng xà beng luôn. Đó nguyên một máy luôn. Thôi thử vài con coi thử. Con chỉnh chu đẹp luôn. Xài lướt gì không? Con này đẹp quá. Ồ kèn luôn. Đó, mới nguyên luôn. Đó con này là 1000W nè anh em. Đó con này là 1000W nè. Đó thì giá của mấy con 1000W thì trước giờ em bán khoảng tầm 1,8 triệu một con. Đó 1,8 triệu full hộp đẹp như thế này. Ha,
Rồi 750W. Đó 750W thì đó, thì 750W thì giá của nó là 1 triệu 4. Đó 1 triệu 4 một con ha. Rồi ok quá trời luôn, nó ngập ngập tràn luôn. Con này là bơm đẩy. Bơm đẩy của Ryobi. Đó, mẫu mới luôn. Có máy đời mới luôn. Rồi sắp lên để lên đây cho anh em xem rồi. Đó thì con mấy con này trước giờ công suất nó khoảng 900W à, đúng rồi anh em. Đó, công suất 900W nè. Đó, này là bơm đẩy model đời mới, nhìn nó khác khác mấy con vàng vàng hồi xưa. Đó. Đây model đời cũ đây nè. Đó, nhưng mà thực ra cái công năng của con này nó có cái hay có tắt mở hẹn giờ gì đó, còn con này không biết có không, con này chắc không có quá. Đó thì mấy con bơm đẩy này thường em bán với giá là khoảng 1,5 triệu một con. Đó 1,5 triệu mới à, không 1,5 triệu là mới đẹp trong thùng nha, mới đẹp trong thùng đó, coi như là đẹp ken xe ben luôn. Còn mấy con này là ngoài thùng nè, nó vận chuyển về nó chày nè. Đó mấy con này thì để cho anh em 1,2 triệu thôi ha, 1,2 triệu nó đẹp nguyên mới gần 1,5 triệu. Ờ, khoan lỗ khoan đất gì giờ ngập lối luôn rồi anh em ơi, quá trời luôn. Đó, mấy bữa nay thì không có dám lên like tại vì hàng chưa soạn nên là không có lên like được. Rồi hút bụi khoan đất Homelit nè, nó nguyên thùng nè, nó đẹp nè, con này là đẹp chắc luôn. Tại vì có lúc mà xuống hàng thì con này em có nhớ là có coi sơ là rất là đẹp. Rồi có ra cái Ryobi nữa nè, đó khoan đất Ryobi. Đó con là full thùng đẹp của Homelit là 2,5 triệu, còn mấy con ngoài thùng của Ryobi là cũng 2,5 triệu luôn. Chỉ còn mấy con mà full thùng của Ryobi mà khoan đất mà Ryobi á là 3 triệu nếu mà full thùng đẹp. Đó rồi hút bụi full bo. Đó coi như đồ quá trời luôn. Đó. Rồi. Ok rồi, để coi có cái gì nữa hút bụi bao la rồi. Hút bụi đợt này về cũng khá nhiều. À, cua chuột AG phun thùng mới chăm luôn, có khoảng 7 con này, để mai khui ra rảnh khui ra cho anh em xem. Đó thì coi này. Rồi hút bụi 30 lít, đó phun thùng luôn. Đây một con nè, đó hai con nè, hút bụi 60 lít nè, đó ba con, đó mới đẹp. Rồi có cả đục bê tông luôn, đục bê tông bốt. À, con này đục lớn nè, giá con này cũng chát lắm à, cũng nhớ rồi đó là bán cũng lâu lắm rồi, chắc tầm 10 mấy triệu, giờ giá bao nhiêu thì em không nhớ. Đó này em sẽ kiểm tra lại xem sao, báo giá sau luôn cho mọi anh em coi sơ trước thử cái coi mới đẹp như thế nào không. Em có khoảng tổng cộng là khoảng 4 cây. À con này có xài lướt rồi, có xài lướt và cứ xài lướt hết rồi. Đó, con này là mã nó GSH16 nè. Em nhớ là mấy cái đục bê tông của này là sản xuất tại Đức không á, hầu như là sản xuất tại Đức hết. Đó, rồi ok, giá cả báo sao, tại vì con này có xài qua rồi ha, con này xài qua rồi. Ok, đục 30 ly của Boss. Rồi. Quá trời luôn. Ồ, cưa xích 58V. Cưa xích 58V của AEG có đây luôn. Đó, có cả phát điện 3 kg của AEG nè. Đó, máy động cơ Yamaha nè. Đó, máy đẹp á, con nó đẹp. Con nó cực kỳ đẹp. Rồi. Đâu coi con này đẹp không? Ui trời ơi, mới tinh luôn anh ơi. Mới tinh luôn. Đó. Con này là cưa xích pin 58V, rất led. Của AEG, con này thì nổi tiếng rồi, mấy anh em đi rừng đốn mà cần sự im lặng á, nó đi rừng đi khai thác rừng đó nha, khai thác rừng có giấy phép nha mấy anh. Rồi ok thì đó, cây này là mới coi như là gọi là 100%, người ta chưa có cắt, chưa có gọt một cái gì luôn nè. Nó máy đi bao gồm có kèm có một cục pin, đó một pin là 58V 4A. Đó, lúc nào cũng nói chỉ tối đa của nó là 4A là đại đa số, mới tinh luôn. Con này cắt rất là mạnh, em bao mấy anh đi rừng luôn thì lam của nó dài khoảng 4 tấc thôi, 4 tấc nhưng mà máy rất là khủng khiếp. Đó. Rồi ok, nặng 6,8 kg ha, nặng 6,8 kg nha, Rodlet nha, nguyên thùng đẹp. Đó thì cái con này em đang nguyên thùng đẹp như thế này em bán với giá là 6 triệu, còn mấy con ngoài thùng mà không đẹp hơn thì em bán khoảng 5,5 triệu thôi ha. Rồi có còn gì nữa hot đẹp hay giới thiệu với anh em coi. Ô thổi bụi AEG nữa nè, đó quá trời luôn.
Rồi máy thổi lá xăng hôm rồi hết rồi, bây giờ được này có lại rồi, chắc để ngày mai em test cho mấy anh em làm bữa dặn em á. Đó thì đây, nó mấy con này thổi lá xăng Ryobi, nó hai thì, động cơ là 325 km/h. Đó. Ngoài ra có thêm mấy con thổi lá điện nữa, có mấy con thổi lá điện, nó để chắc nó nằm đâu em quên rồi. Đây, có cả thổi lá điện nữa. Đợt này không có về thổi lá pin, có một anh dặn em thổi lá pin mà không tìm ra con pin cho anh đi làm công việc ở nhà thờ. Đó em giới thiệu sơ qua một số máy để em đi tiếp nữa coi. Đó, hàng bây giờ em nói là mấy anh là em gọi là ngập lối luôn. Này bình tưới lan nè, bình tưới lan phun thuốc từ sâu. Đó, mới đẹp trong thùng là 1,2 triệu nha. Đó, còn ngoài thùng như này là 1,000,000 thôi. Đó thì có một số máy móc và một số mặt hàng có sự thay đổi giá lên và giá xuống. Nói chung là một cái lý do là cái tỷ giá đô Úc bây giờ cao quá mấy anh ơi. Đó, giá của em đang hiện tại đang giữ giá luôn rồi, giá em chưa có lên giá nhiều, những sản phẩm chỉ một số mặt hàng thôi. Một số mặt hàng và chủ yếu là vẫn giữ giá cho anh em, chứ lên rồi thì giờ cũng nhiều khi đồ cũ quá thì mình cũng không biết sao mà lên giá. Đó, tại vì trước giờ anh em mình cũng đã quen hết cái giá cả rồi, tất cả các nơi bán thì nó cũng có cái giá cố định. Đó, nên em cũng đang cố gắng giữ giá một số máy. Đó thì riêng cái rồi coi về tiếp những cái máy cưa lồng chỉ nữa nè, quá trời luôn cưa lồng chỉ. Đây là có hai con nè ha. Rồi tiếp theo nữa là máy máy chà nhắm băng nè, phun thùng mới đẹp luôn nè. Đó, con này có xài nước rồi. Đó, có xài nước đầy đủ phụ kiện nè. Đó, ngon lành không. Thì trước giờ vẫn là 3,5 triệu thì hôm nay vẫn bán 3,5 triệu cho anh em. Đây là máy bào cuốn nè. Máy bào cuốn về được khoảng 4 con. Có 1 con phun thùng nữa. Đây nè, đó, con này mới đẹp luôn nè, mới đẹp nguyên thùng luôn. Ok, đó. Thì mấy con mà bào mà đẹp mà nguyên thùng như thế này gọi là 99 gần 100% luôn á. Nó có con đầy đủ mốt xốp luôn thì em bán với giá là 7,000 đồng. Ha, 7,000 đồng. Còn mấy con mà ngoài thùng như thế này người ta xài lướt qua rồi thì em bán với giá là khoảng 6,5 triệu hoặc là 6,000,000 tùy theo cái con. Đó. Rồi cưa lộng vòng cũng có nè. Nó cưa bàn có cái cưa bàn phun thùng luôn, mới đẹp luôn nè. Đó, đây đợt này em về cưa bàn rất là nhiều và hầu như là đẹp. Đó thì giá của cưa bàn đẹp như thế này là giá là 5,000 đồng. Còn mấy con mà người ta xài lướt qua rồi, nó xài lướt qua rồi là 4,5 triệu. 4,5 triệu. Rồi khoan bàn nè, khoan bàn 3,5 triệu một cây, có một giá luôn, khỏi bàn luôn. Rồi có đây có cây cưa trượt bót ha, gì ha, cắt gốc bót. À, này con này cắt gốc bót ha. Đó, con này cắt gốc bót lưỡi 254 nè. Đó, để cho anh em 4,000,000 thôi. Rồi đây có này có một con máy chài nhắm băng, một bên đá một bên băng. Hôm rồi có anh nào mới alo em cách đây mấy ngày em quên, có gì liên hệ em nha, mai liên hệ em thì test con này ship cho. Rồi khoan bàn khoan trụ full bo, con này thì khủng xịn sò rồi. Nó thay đổi tốc độ, chỉ cần gạt qua gạt lại là xong. Đó, con này trước giờ em bán với giá là 6,5 triệu. Đó, đây trời ơi, mấy cái con mài nhắm băng nè, nó quá trời. Đây con nè, đây con nữa nè, đây con nữa nè. Đó, đẹp không. Đó, là mài hai đá nữa nè. Đó, mài hai đá Ryobi nè, con còn bị cong cốt, con này bị cong cốt, con này bình thường. Đó, em tháo ra kiểm tra, nói chung là máy móc test. Còn nữa giờ em kiểm tra mà làm cái đỡ dở quá. Rồi máy đo khoảng cách bot nè, GLM80, con này đo được 80m nè, 1, 2, 3, 4 cây. 4 cây có 4 cây luôn. Nó ngon lành quá, đẹp quá. Đó thì mấy cái đồ điện mấy cái đo khoảng cách bot này giá là 2,000,000 một cây, đẹp keng. Rồi, về quá trời luôn. Rồi đây có máy hàng chì nè, hàng chì đầy đủ phụ kiện luôn. Đó thì cái này là 1,5 triệu một cái, con này chỉnh được nhiệt độ luôn anh. Trời ơi, đây thấy thêm món đồ chơi nữa nào, đó, nguyên thùng luôn combo. Quá trời luôn, đợt này em về khoảng 10 mấy 20 cái combo.
Đó, cực bô mà 5 món á, mới đẹp không? À, con này coi coi khui khui sơ, con này đẹp và chỉnh chu ngon lành không? Đó thì mấy cái bộ combo này trời ơi mới tinh luôn anh ơi. Đó, thôi khỏi luôn, khỏi bàn luôn, mới 99% luôn, chỉ có riêng cái cưa đĩa có xài lướt. Lúc nào cũng vậy, trong một cái combo có một cái cưa đĩa xài lướt. Không hiểu, không hiểu. Rồi ok. Con này đó là nó như thế này. Gồm có nè, hai pin 2.5 nè. Gồm có một cái máy máy mài nè, rồi máy mài gốc, máy cắt á, một cái cưa đĩa nè. Rồi một cái máy khoan hai chức năng, một máy bắn vít đó, nguyên một thùng như thế này, có túi vỏ sách hoành tráng luôn, hoành tráng lệ luôn ha. Rồi để cho anh em giá vẫn như cũ 5 triệu đồng một combo. Rồi ngoài ra có những bộ combo nằm không có cái thùng đó, nhưng mà máy bên trong vẫn đẹp đẹp ken đó, thì giá của nó là 4 triệu rưỡi một combo. Trời ơi khoan nè, máy khoan 2G khủng khiếp luôn, khoan này khoan hai đầu luôn, quá trời luôn, nhóm xe tăng cái gì lóc ngóc lỉnh nghỉnh luôn. Trời ơi, cưa đĩa AG lâu lắm rồi em mới về cái loại cái hàng AG, mà đợt này em về cưa đĩa AG con nào con lấy nó đẹp tươi luôn, hầu như con nào cũng đẹp hết. Đây nguyên có nhiều con thùng luôn, cắt lướt nha. Con này hàng em chưa vệ sinh, để nguyên, chỉ ship hàng đi cho anh em thì xịt bụi lau chùi nhìn cho chỉnh chu. Anh em nhìn nhận hàng cái nhìn cái máy nó cũng đẹp, nó không có mất cái giá trị của cái máy đó. Cưa đĩa AG khỏi bàn luôn rồi, giá trị rất là cao, cắt rất là đã, động cơ im ru. Thì em đã nói nhiều lần là động cơ AG thì nó bền và chất lượng hơn Railway một hẳn một bậc, cho nên là giá nó cao. Bình thường một cái cơ đĩa Railway như thế này em bán với giá là chỉ có 1 triệu đồng một cái thôi. Nó 1 triệu đồng một cái. Nhưng mà cái cơ đĩa AG thì từ trước giờ em bán là 1 triệu rưỡi một cái. Đó, 1 triệu rưỡi. Ngày xưa em từng về một lần, nó nhưng mà do cái giá thành của AG nó cũng hơi cao, nhiều lúc cũng ngại bán. Đó, nhưng mà đợt này em làm lại một đầu năm quốc là một cái lô hàng AG đó, để bán cho mọi người để xem cái chất lượng cho gì, lượng như thế nào để mình có nhiều sự lựa chọn đó, nhiều sự lựa chọn. Cưa đĩa Railway còn nhiều lắm đó, rất là nhiều, 1 triệu một cái thôi đó, hàng ngập lối luôn rồi, nhiều lắm đó, quá trời quá đất luôn mấy bạn, kỹ thuật test pin liên tục luôn đó, pin test à, có về một số cái kéo cái kéo tỉa hàng rào, tỉa cây kiển rồi đó, dành cho mấy bác mấy chú rồi tỉa hàng rào cắt cây kiển nó cũng ngon. Nó này gặt hai tay. Nó thì cái này em đang bán với giá là 500.000 cái. Sản xuất từ Đức. Sản xuất ở Đức luôn à? Ghê vậy. In Germany. Đâu. À có cái bao bì, con này sản xuất tại Đức luôn nha mấy anh. Ghê thiệt, hàng khủng. À, rồi pin AG 6A 9A nó đầy luôn, đầy đủ hết, nó có quá trời luôn. Đợt này là em chơi nguyên một công AG mà đó, pin 9A AG nè, đó 6A nè, 5A nào cũng có. Đâu mấy anh Japanese đâu, Germany, quay lại à, đâu à, đây cái kéo này mà sản xuất tại Đức luôn, trời khủng quá. Đó, rồi 500.000 cái thôi, để giá mềm. Còn xài tốt luôn nha mấy anh em. Có nhiều cây mới tinh luôn, chưa xài luôn á. Đó. Rồi, tiếp theo. Ồ, con này rửa xe Railway 2.4 nè. Đó, đợt này em về 2.4 nhiều lắm, mới đẹp luôn, hùng. Thôi. Rồi, đâu. Ồ, cũng đẹp quá chứ. Con này không, con này cũng có lướt rồi, nhưng mà vậy là đẹp á. Nó bỏ đầy đủ phụ kiện luôn, súng ngon lành luôn nè. Ôi nó thì rửa xe 2.4 full thùng đẹp luôn, là giá của nó là 3.5 triệu ha. Đó, rồi đây nữa nè. Đó. Ngoài thùng mà cũng đẹp, mới ken luôn. Đó, rồi mấy con ngoài thùng em bán đang giá bán giá là khoảng 3 triệu đồng một con. Đó. Đó 3 triệu một con. Rửa xe Railway 1.8 quá trời luôn. Đó. Nguyên một đóng tôi hàng về nó nhiều quá, giờ cái kho em quá tải luôn. À đây cái cưa bàn nè, cưa bàn đợt này về đẹp lắm mấy anh ơi, đẹp lắm, hầu như là gọi là xài, có con chưa cắt luôn á, có con như tại vì phía sau này thường này máy này xuống công em chưa vệ sinh luôn,
đó, em nhìn phía sau này mà em thấy bụi không là người ta đã xài, còn nguyên cứ bốn ba cây cưa này em thấy chưa có cây nào xài luôn. Hồi nãy khi review trời đẹp quá. Thôi để em quay qua đây. Đây cưa xích Homelit đây, quá trời luôn, 1,5 triệu một cây nha, mới đẹp luôn nè, nó nguyên thùng luôn nè, nó cắt lướt không, con này 98% lướt, lướt nhẹ cái ra giật cắt nhẹ cái đem đi trả cho mấy anh siêu thị, mấy anh siêu thị đẩy về Việt Nam thôi. Nén khí Ruby đợt này về cũng khá khá, chắc lại thiếu nữa rồi, nó về được chắc tầm 20 con. Đó, mấy con này cũng đẹp hết, hàng sản xuất 2020 đó, con này chỉ dính bụi bụi của gỗ thôi, mới tinh luôn, mới tinh luôn. Ngon lành, ngon lành cành đào, đẹp lắm đó. Thì nén khí đợt này để mấy con ngoài thùng dày, để vẫn để cho anh em là 2,5 triệu đó. Giờ, lúc đầu em định là để giá 2,6 triệu, tại một lý do là giá đô đốt giờ cao quá, nhưng mà em có bàn lại thì vẫn để giá cũ đó, khi nào mà đô Úc lại lên một bậc nữa thì em sẽ bắt đầu nghĩ tới cái việc lên giá, chứ không là bán người không khéo là lại lỗ mất đó. Rồi tiếp theo rửa xe, ôi máy chạy củi lại về đây, máy chạy củi Homelit, máy chạy củi Homelit 5 tấn, lực của nó 5 tấn, xài điện 220 đó. Máy về giá khoảng được 4-5 con, nó có con cả con full thùng luôn. Đây con này là nguyên thùng chưa có lắp ráp nè đó. Thì máy chạy củi là bữa giờ em bán với giá là 2,500,000 đồng đó, còn con full thùng là giá là 3,000,000 đồng đó. Mới nếu mà trong thùng phải mới là tầm 98-99% thì mới gọi là full thùng, còn không thì vẫn tính giá theo ngoài thùng nếu mà khui ra. Rồi anh em lấy máy nào thì liên hệ em đó, đẹp lắm. Ôi quá trời, cái kho của em khủng khiếp, đợt này coi như là đầy ắp luôn ha. Rồi máy phát điện quật John, con này mấy ký ta? Ô con này nhỏ xíu mà, con này anh nhớ hình như 2 ký mấy nha, không ghi luôn ta, 2 ký 2. À máy phát điện quật John 2 ký 2, con này nhỏ nè, con này công suất vừa về gia đình mà nhỏ xíu nè đó. Rồi giá con này là 3,000,000 một con, máy phát điện quật John nó vẫn, con này là ngày xưa em từng bán nó là cái con này xài rất là im, tại vì công suất nhỏ nên chạy tiếng động cơ nó im. Rồi quá trời quá đất rồi. Mấy thùng combo AG này hàng ok test rồi mà chưa lên được nè. Máy này máy gì đây, máy vít AG Fusion 36mod nè đó. Trời ơi có cái vít này đẹp quá đó, test ok rồi, bỏ vô thùng luôn đó. Rồi máy thổi lá nữa nè, máy thổi lá, con này xài pin bao nhiêu, con này xài pin 18 luôn nè, nó đẹp ấn không. Thân máy này là 1,5 triệu. Rồi nguyên lô rửa xe luôn đó, rồi quay cho anh em coi lô rửa xe đó. Thì anh em nào có nhu cầu mà kinh doanh máy rửa xe và một số máy gì đó thì liên hệ em, giá cũng rất là mềm về anh em kinh doanh đó. Thì đây mấy con này thì hàng rời thùng, còn anh em nào muốn hàng trong thùng đẹp thì vẫn có hàng trong thùng đẹp đó. Thì trước giờ mấy con này vẫn là giá là 1,5 triệu một con, đầy đủ phụ kiện luôn đó, đẹp còn hay xấu hơn thì giá rẻ hơn đó. Thì mấy con này là mấy bạn test rồi, mấy bạn kỹ thuật test rồi, hầu như là những con này là những con đẹp ha, ngon lành. Tại vì năm mới thì cái lô hàng nó cũng lại mới hơn, nó không có hàng mà tập nham nhiều đó, nhìn lên là nó đẹp dữ lắm. Rồi tiếp theo rửa xe Homelit mới đẹp, thùng cũng nhiều luôn đó. Đây 1,2 triệu một con đó, mới luôn, trong bọc luôn nha, có nhiều con trong bọc luôn, có nhiều con ngoài bọc nhưng mà cũng đen thùi lùi luôn, mới đẹp trắng tinh. Rồi tiếp theo là máy nén khí, máy nén khí AEG 2 đầu bơm chạy dầu đó. Con này thì giá là 5,000,000 một con. Ai con này bị gãy đầu à? Này để mai taro cái đầu ren là nhận vô à. Rồi máy tiếp theo là máy nén khí không dầu AG
Con này thì gọi phải nói là trùm nhất trong các dòng nén khí của hàng nội địa Úc. Tại vì nó chạy rất là êm, nó tổng cộng là 2 máy và 4 bít tông. 4 bít tông và nó chạy khô, chạy da bơm, thành ra nó êm dữ dội luôn. Nó tốc độ bơm của nó là 240 lít phút. Lên hơi nhanh dữ lắm, bình nó nhớ là như 60 lít hay nhiều á. Đó, 60 lít. Rồi, thì con này trước giờ em bán vẫn là giá là 13 triệu đồng một con. Đó, hàng đẹp, cực đẹp, còn mấy con mà xấu hơn thì khoảng 11 triệu một con. Rồi. Giờ hàng nó nhiều quá thành ra là coi như là em để lung tung beng. Đó, vừa rồi em có về một con nén khí của Nhật, hai con, có hai con mà trong đây có một, hiện tại đây là có một con mới gọi là 99% luôn. Bây giờ em đảm bảo là con này chưa xài. Con này là nén khí Nhật nha. Động cơ của nó là con này hai ngựa. À con này hai ngựa. Con này hai ngựa, hai bít tông. Chạy dầu. Nó chạy dầu và nó chạy rất là im và nó chạy là động cơ 3 pha 200 nguyên zin của Nhật luôn. Nó về đó nó chỉ bị thiếu mỗi cái nắp này thôi. Nắp thì thôi. Đó, con này cái thương hiệu của nó là Dentonto Compressor của Iwata. Đó, cái model là nó là 265B. Đó, chạy im lắm, mới tinh luôn. Đó, này chắc để hôm nào em lôi cái con này ra để quay test cho mọi người nếu anh em nào có nhu cầu. Đó thì con này để cho anh em giá là 10 triệu đồng. Đó, 10 triệu đồng nha, mới tinh luôn. Dầu còn nguyên luôn, về là còn tem mát hướng dẫn gì của nhà sản xuất còn nguyên luôn. Bình mới nó bị chỉ bị chạy cái tem xíu thôi. Đó. Rồi, giá 10 triệu, anh em nào lấy con này thì mà có chạy có xưởng nhà có điện ba pha thì chạy nó im ru luôn, không có ru rù luôn á. Rồi, ok. Rồi, em đi tiếp một vòng rồi có những cái máy gì nổi bật cho anh. À, máy phát điện Ferret. Máy phát điện 2kg Ferret. À, về được số nữa nè. Đây, máy phát điện Ferret. Đó, thì con này trước giờ giá hàng full thùng là 3,5 triệu. Hàng ngoài thùng giá là 3 triệu đồng một con. Đó, máy đẹp, còn máy mà xấu hơn thì sẽ giá sẽ rẻ hơn. Đó, với em thì cứ phân biệt theo xấu theo đẹp thôi. À, có cả cắt sắt Raiwi nữa. Đó, đợt này có một con cắt sắt Raiwi cũng nguyên thùng đẹp à. Ô, con này hả? À, con này thiếp cái lưỡi. Rồi, sản xuất nhiều à, 2020 luôn nha mấy anh. Đẹp tinh. À, cắt sắt Raiwi, con này nguyên thùng đẹp như vậy, để cho anh em giá là 2 triệu 8 một con. Đó. Rồi, ngoài ra có nén khí Raiwi nguyên thùng đẹp luôn. Mới 100% luôn. Đó. Mới 100% luôn. Đó, giá của nó là 3 triệu một con. Nén khí Nhật ha. Đó. Rồi, ngoài ra có phát điện quật John 3,6 kg. Giá là 5,5 triệu. Mới đẹp thùng. Rồi, phát điện Raiwi này quá trời bích lối luôn, để tìm đường đi qua. Đó. Ngoài ra có cả máy rửa xe 1,800 mà cái phiên bản mà có rulo nè. Đó, nhiều lắm. Đó, anh em nào muốn lấy mà mới đẹp thùng mà có rulo luôn thì giá là 2 triệu, có trà sàn luôn. Riêng các bạn đó là có trà sàn. Rồi, ok, nhảy qua được rồi đấy. Rồi, xuống đại đây. Nó nhiều quá, ngập lối. Ok. Đây, nén khí Ryobi. Đó. Một con, hai con, mấy con ngoài thùng thì giá 2 triệu này em có báo rồi. Nó có con này, nén khí Ryobi này chưa ráp bánh xe luôn này nha, còn nguyên luôn nè. Đó, mới đẹp luôn nè. Đó, giá 3 triệu hàng mới đẹp. Rồi, phát điện cách âm. Đó, phát điện cách âm. Thì con này giá là 6 triệu một con. Đó, con này là Rick 2000, nhưng mà con này là bản đời cũ, có cả bản đời mới đằng kia nữa. Để em quay qua cho mọi người xem. Ồ, đây có một con 4 đầu, con 2 đầu, 4 bít tông AG nguyên thùng nè, mới đẹp luôn. Mới luôn. Đó, anh em nào lấy hàng mới đẹp thùng thì cũng có luôn. Đó, cưa bàn nữa nè. Rồi, con này mới quá. Quay cái mặt bàn nữa coi. Ồ, xài lướt luôn. Mà còn vàng ươm luôn, xài lướt xíu mà đẹp quá. Rồi, tiếp theo máy phát điện Ryobi 1200W.
nó phát điện riêng 1200W, mới đẹp thùng không. Rồi ơi, còn nguyên luôn, người ta chưa lột cái siêu của cái bình xăng luôn đó. Thì mấy con này giá mới đẹp luôn là 3,5 triệu, vẫn giữ giá như vậy thôi, không có gì thay đổi. Ồ, có mấy con phát điện cách âm Rick Station, con này là chạy chạy xăng ha, dầu xăng, xăng này chạy xăng, dầu thì không thể là nào mà nó nhỏ vậy. Nó con này cách âm hai con này, phát điện nén khí Ruby đó, nguyên lô nén khí Ruby này, mấy anh thấy không, đẹp hết luôn, xanh lét luôn, đen đen mung, đen mà gọi là đen mung đó. Rồi phát rồi máy gì ta, nén khí AG hai đầu mà chạy với con Ro rồi nè, con này chạy dầu, mấy con dầu thì bền vô đối rồi, mấy con khô thì chạy lâu ngày nhiều quá thì mình phải thay cái da, nhưng mà cũng bình thường tại vì dao bơm em mình có nhiều mà, Việt Nam giờ bán không thiếu một thứ gì mấy anh, không thiếu một thứ gì, alo em có hết. Mấy con bốn đầu, mấy con này chạy ru, phát điện đợt này em về rất là nhiều, rất là nhiều luôn đó. Rick có con Rick ngàn nè, 3,6 kg nè, 3,6 kg tới mấy con luôn đó, 3,6 kg mấy con luôn, máy hàng Sixwell, Bosswell đó, đầy đủ hết. Rồi đằng kia em có một con Rick 2000, nó mới đẹp thùng luôn, con đó đời cách âm đời mới, 7,5 triệu một con, mới đẹp thùng thì giá nó cứng. Rồi ok, đường này được không, được luôn. Ồ, có cả xe cắt cỏ AG Fusion nữa đó, con này xài pin, xài 2 pin 18V Fusion, nặng dữ lắm. Con này thiết kế rất là cứng chắc, hầm hố luôn của AG. À, thì giá thân máy cũng tầm 2,5 triệu một con thôi. Rồi có máy máy cắt cỏ rồi thổi lá nữa nè, nguyên combo luôn đó, nguyên combo luôn, gồm có máy thổi, gồm có cái thổi lá nè với cái cắt cỏ nè đó. Thì nếu mà đi kèm này, có đi kèm pin 4A luôn đó, thì anh em nào lấy nguyên cái bộ này thì giá nó tầm 3,000 một bộ thôi. À, ngon lành. Nó gồm có thổi lá nè, nó pin 4A nè, con cắt cỏ ha. À, qua trời qua đất. Độ nhiều quá. Ok. Rồi, thì chắc là cái tầm như đó là em còn còn thêm một cái đống sản phẩm của Boss nữa. Boss nằm tốt ở trên, cái đó em giới thiệu sau. Đợt này về cũng rất là nhiều. Ở trên em thấy đang có một con này là con gì quên, là ta hút qua bụi Boss nè, nó dò điện âm tường, rồi máy tia cân mực, rồi sản phẩm máy mài Rimmel, nó nhiều quá trời quá đất, hút bụi, và cắt gạch nữa nè, máy cắt gạch nước nữa nè anh em, nó hai ba con full thùng luôn, ngoài thùng cũng có luôn, nó mấy con này là cắt gạch nước, đó, cắt gạch nước, cắt nó không có bị bụi. 3-4 con gì đó. Rồi ok, rồi tiếp theo còn gì nữa không. À, lần này em có về một mớ than nữa, có than, than Bailey đó, than này than chữ A, nhìn cũng cứng cáp lắm, than chữ A. Rồi rồi một mớ Boss đây, mớ này để cũng gồm có cưa đĩa máy mài và máy khoan đục bê tông đó, những sản phẩm đó là chính. Rồi ok đó, hôm nay em cũng lên mặc dù là chưa có quay nhưng mà anh em giờ đã quen rồi, cho nên là cứ điện thoại và chốt hàng thôi đó, cũng ra một đống hàng cho anh em hết rồi đó. À, có thêm mấy cái máy quét nhà nữa nè, có 2-3 con máy quét nhà, quét lá cây, quét sân rồi đó, mình đẩy đi vòng chầu, nó quét vô trong cái thùng. Đó, còn con này là con cắt cỏ, rồi có máy trà kính nữa, máy trà kính cái trên cao nó, cái nãy em giới thiệu là cái trà kính ở dưới đất, rồi con này là trà kính trên cao nữa, nó có cái cần nó dài ra. Ở trên có gì không nữa? Không rồi ok đó, thì
em may sơ cho một số những cái mặt hàng cho anh em và giới thiệu cho mọi người. Thì em xin cảm ơn mọi người đã xem video clip trong đầu năm mới. Cũng xin cảm ơn tất cả những anh chị em và quý khách hàng một năm qua đã nhiệt tình ủng hộ bên em. Em xin chân thành cảm ơn. Và trong quá trình phục vụ có cái gì sơ suất thì có gì mấy anh chị em mình góp ý, em xin ghi nhận. Thì nói chung là lúc nào cũng có sự sơ suất cả, tại do bên em quá tải. Thật sự là em không muốn cái tình trạng bị sơ suất, như ví dụ như hàng lỗi, hàng đổi trả hay là cái gì đó. Nó giải quyết nhiều khi đôi khi nó không triệt để lắm đó, cho nên là có gì anh chị em thông cảm. Rồi ok, thì thôi em xin cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video clip sau. Và có khả năng là ngày mai em sẽ bắt đầu like một số máy. Còn hiện tại hồi nãy là em đã báo giá sơ bộ một số máy rồi. Anh chị nào có nhu cầu cái máy nào thì cứ liên hệ em luôn. Không cần phải xem like đâu. Ví dụ như cần một cái máy cưa lộng hay một cái máy bu lông hay máy khoan, máy dít gì đó, nó cứ alo. Máy lau kính hay cái gì cũng có. Rồi ok. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong những video clip sau. Dạ em xin chào.